Chú thích cây gốc to ấy, thì cháu cũng tìm cho chú cái cây gốc to mà hai nữa thế dáng cho nó đẹp đẹp một chút ấy. Đây chú có ưng cái cây này không? Cây này chắc đường kính nó chắc được tầm 5 thôi chú ạ. Một đốt ngón tay của cháu 2 cm, cái này gần gần 3 đốt. Đấy, trông kiểu dáng nó như thế này. Còn đâu khế này là khế ngọt chú ạ. Đây cháu quay chú một cây này này. Với những cái cây này gốc nó cũng nhỏ nhỏ hơn ấy. Nhưng mà chú có thích kiểu dáng ấy thì cây này nữa, cây này dáng cũng đẹp ạ. Đây, gốc chi tiết của nó đây. Cái này về mà làm bonsai thì đẹp lắm chú ạ. Vì là nó có rễ nổi như này, đẹp, rất đẹp. Đấy. Mà nó cũng lằng ngoằng, lằm khoằm như này trông nó mới đẹp, nó mới lạ. Khế ngọt đấy chú nhá. Còn đây nữa, cây này nữa. Đây, cây này thì đang hoa chi chít như này đây. Quả con đậu đậu như này. Đấy, gốc rễ kiểu dáng của nó thì thế nào. Cháu sẽ chụp mấy cái hình chú ưng cái cây nào thì cháu chuyển chính xác cái cây đấy ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây khế ngọt, hàng bonsai nhé, kiểu dáng đẹp, khá đẹp, thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.